Tử Vi hôm nay xem tử vi 12 con giáp 27/3/2021 tuổi Mão dễ hoàn thành mục tiêu, tuổi Tỵ có cơ hội phát tài. Tử Vi 12 con giáp tuổi Tỵ Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất và Hợi về công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và sự may mắn. Thế đây là tử vi vui ngày 27/3/2021 dương lịch của 12 con giáp. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày cuối tuần. Tuổi Tỵ về sự nghiệp tài lộc, tuổi Tỵ hôm nay có quý nhân trợ mệnh, bởi vậy bạn làm điều gì cũng trở nên dễ dàng, tình hình tài chính cũng được cải thiện không ít. Về tình cảm, tuổi Tỵ với người ấy giải quyết được những hiểu lầm trước đó mà cả hai đang gặp phải. Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến triệu chứng khô miệng và mắt có vấn đề. Giờ tốt trong ngày 16 giờ đến 18 giờ. Tuổi Sửu về sự nghiệp tài lộc, hôm nay tuổi Sửu có nóng tính hơn mọi ngày. Tuổi Sửu vì sự ích kỷ cá nhân của mình mà quên mất rằng bên cạnh bạn còn những người đồng nghiệp đã giúp đỡ bạn. Về tình cảm, vận trình tình cảm của tuổi Sửu đang có dấu hiệu khởi sắc hơn trước. Hai người tình cảm đã đủ chín muồi và mối tình này sẽ đi đến hôn nhân, tuy nhiên cũng đừng đốt cháy giai đoạn nhé. Về sức khỏe, bạn kém ăn hơn ngày thường do gặp một số vấn đề về tiêu hóa. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Dần về sự nghiệp tài lộc, người tuổi Dần nên cẩn thận trong ngày hôm nay, rất có thể chuyện làm ăn của bạn sẽ dính đến cả pháp luật. Về tình cảm, có người vô tình chen ngang vào cuộc sống của bạn và người kia, bạn cảm thấy rất bức bối, muốn nói ra nhưng lại chẳng có một bằng chứng nào cả. Về sức khỏe, bạn nên cẩn thận đi xe cộ ngoài đường, bạn có thể dễ bị ngã hoặc người khác va chạm vào. Giờ tốt trong ngày 18 giờ đến 20 giờ. Tuổi Mão về sự nghiệp tài lộc, người tuổi Mão dễ hoàn thành được mục tiêu trong công việc và tài chính của mình. Do vậy, việc tuổi Mão yêu thương bản thân là không có gì sai cả. Về tình cảm, cuộc hôn nhân của tuổi Mão không hạnh phúc chút nào. Nếu bạn có chủ đích mang đến những niềm đau cho người ấy thì nên dừng lại ngay đi. Bạn làm như thế sẽ chẳng có lợi lộc gì đâu. Về sức khỏe, bản mệnh do ăn nhiều đồ ăn cay nóng nên sẽ dễ bị đầy hơi và nặng hơn là đau dạ dày. Tuổi Tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Tuổi Thìn về sự nghiệp tài lộc, sự nghiệp của người tuổi Thìn không được thuận lợi cho lắm, đặc biệt với những người làm công việc kinh doanh sẽ chẳng đi đến đâu. Bạn chưa làm được gì đã đâm nản. Về tình cảm, chuyện tình chỉ đẹp khi ở trong mơ. Tuổi Thìn khá mơ mộng về một tương lai tươi đẹp cùng người ấy nên có thể bạn sẽ bị ngập khi tất cả đều không thực hiện được. Về sức khỏe, nếu bạn cảm thấy đầu óc căng thẳng thì nên tập thiền hoặc yoga nhé. Giờ tốt trong ngày 12 giờ đến 14 giờ. Tuổi Tỵ về sự nghiệp tài lộc, hôm nay tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để phát tài. Tuy nhiên, việc bạn có biết nắm bắt hay không lại luôn là một câu hỏi lớn cho bạn. Về tình cảm, hãy kết thúc ngay đoạn tình cảm mà bạn cảm thấy chúng sai trái. Ngay khi bắt đầu, bạn đã là người sai rồi. Về sức khỏe, bạn dễ bị đau đầu vì những sở chết trong công việc. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Tuổi Ngọ về sự nghiệp tài lộc, nếu bạn nghĩ tiền bạc là dễ kiếm thì tại sao mình cần phải chi tiêu tiết kiệm như bây giờ? Hãy cứ thoải mái chi tiêu vì bạn còn nhiều khoản thu ngoài. Về tình cảm, sự hoạt bát và nhanh nhẹn của tuổi Ngọ khiến cho nhiều người bất ngờ và thêm yêu thương bạn hơn. Về sức khỏe, bạn dễ bị ù tai do nhiều biến chứng do tai nạn trước đó hoặc sử dụng thiết bị điện tử nhiều. Giờ tốt trong ngày 16 giờ đến 18 giờ. Tuổi Mùi về sự nghiệp tài lộc, sự nghiệp của tuổi Mùi vốn dĩ chỉ đạt ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên, tuổi Mùi lại cố gắng vươn lên không ngừng, bởi vậy bạn sẽ đạt được thành quả từ sự cố gắng đó rất nhiều. Về tình cảm, nếu bạn yêu thương bản thân thì ngừng ngay những hành động dày vò bản thân về quá khứ. Có thể bạn sẽ thấy khuây khỏa một lúc thôi, nhưng nếu về lâu dài, bạn sẽ biến chúng thành thói quen đó. Về sức khỏe, bạn nên giảm bớt thịt trong mỗi bữa ăn nhé. Giờ tốt trong ngày 8 giờ đến 10 giờ. Tuổi Thân về sự nghiệp tài lộc, tuổi Thân là một người rất biết nghĩ cho mình và đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, lần này bạn lại ích kỷ, đặt lợi ích của chung xuống dưới, làm cho những người đồng nghiệp phải bàn tán. Về tình cảm, hôm nay tử vi dự báo bạn và người ấy sẽ đấu khẩu một trận rất lớn về cách nuôi dạy con. Về sức khỏe, bạn phải rèn luyện sức khỏe của bản thân trước những thói quen tiêu cực hiện tại. Giờ tốt trong ngày 18 giờ đến 20 giờ. Tuổi Dậu về sinh nhật tài lộc, tử vi hôm nay dự báo tuổi Dậu sẽ mang về cho mình nhiều sự thành công nhất định, đặc biệt là những người làm về lĩnh vực kinh doanh, nhà hàng hoặc thời trang. Về tình yêu, bạn và người ấy đang hiểu nhầm nhau về một số quan điểm đối với những người xung quanh. Thật sự vấn đề này không cần thiết, nếu bạn càng làm căng thì chuyện lại rất mất vui. Về sức khỏe, bạn đang duy trì thói quen sinh hoạt vô cùng tốt. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 9 giờ. Tuổi Tuất về sự nghiệp tài lộc, sự nghiệp hôm nay của tuổi Tuất rất đáng khen ngợi. Nếu bạn biết cách điều chỉnh thời gian thì mọi chuyện còn ổn hơn, tình hình tài chính tương đối ổn định, không có gì đáng lo ngại. Về tình cảm, chuyện tình hôm nay sẽ xảy ra xung đột khi cả hai đều bức xúc vì đối phương có hành động không đúng với mình. Về sức khỏe, bạn cần đi ngủ sớm hơn để tinh thần tốt hơn vào ngày hôm sau. Giờ tốt trong ngày 14 giờ đến 16 giờ. Tuổi Hợi về sự nghiệp tài lộc, nếu tuổi Hợi đang làm về lĩnh vực may mặc, hôm nay sẽ đạt được thành công lớn khi bạn bắt đầu kiếm tiền được từ những dự án mới. Về tình cảm, vì sự đào hoa của mình mà hôm nay tuổi Hợi đánh mất đi sự tin tưởng của người ấy dành cho mình. Về sức khỏe, bạn lại có điểm báo về một cơ thể không khỏe mạnh. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ.